Nào, xin mời tụi em giới thiệu từng thành viên nhé. Dạ, em tên là Minh Châu và hiện tại em đang là sinh viên và rất vui được tham gia chương trình. Châu ơi, em có vui thiệt không? Chứ anh thấy là em cũng đang chưa vui lắm. Dạ, vui nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng? Dạ. À, hay là đứng cái hồ Bích Trâm, em cảm thấy là cô ấy hot quá. Dạ, hồ Bích Trâm xinh thiệt. Dạ, xinh đúng không? Xin chào mọi người, mình là Hồ Bích Trâm. Hiện tại mình đang làm công việc đó là diễn viên tự do. Mình yêu màu xanh, mình không thích màu hồng. Mình thích sự chân thật và ghét sự giả dối. Vậy á, yêu màu xanh, ghét màu hồng, mặc đồ trắng đen. Có chuyện nào ở trời không? À, quý vị thân mến, dạ, đây là một chương trình về giao thông. Trâm thì đã có bằng lái xe ô tô rồi nha. Và cũng đã lái xe ô tô khá là nhiều năm, đổi xe cũng nhiều lần. Thế không biết là hiện nay thì cho mình sự hỏi là tính tới thời điểm bắt đầu mua xe, chạy xe cho tới bây giờ bị phạt bao nhiêu lần rồi? Dạ, hình như em bị phạt khoảng 4 lần. 4 lần? Trong 5 năm lái xe. Lỗi gì? Dạ, thứ nhất là lỗi là lố một cái xíu tốc độ thôi. Rồi. Rồi, một lần. Vượt tốc độ. Rồi, một lần á là bị đi đường cấm. Tại vì cái đường đó là lúc trước nó chưa có cấm, mà tới lúc em đi thì nó cấm mà em không biết. Tại nhiều khi nó cấm em. Thứ ba. Thứ ba là cố vượt đèn. Vượt đèn luôn. Không phải đâu, tại vì nhiều khi á đang chạy rồi nè, em thấy đèn vàng nó đỡ chớn thôi. Đỡ chớn thôi chứ không ai vượt. Ngụy biện nè. Thứ tư. Hết rồi. Nó 4 lần mà mới kể 3 lần à. Lần kia là nó cũng giống như 3 lần nọ vậy đó. Rồi bây giờ mình đã rút được kinh nghiệm chưa? Dạ, kinh nghiệm đầy mình luôn anh. Tại vì mỗi lần mà mình bị phạt á thì rất là tốn kém. Đúng. Với lại mất thời gian của mình. Cho nên là bây giờ mình cứ chậm mà chắc. Với lại an toàn nữa. Tại vì bây giờ luật ra mới rồi anh. Đúng. Những cái điều mà mình chỉ cần mà không đeo xích beo thôi cũng đã bị phạt rất là nhiều tiền. Cho nên là bắt buộc mình phải tuân thủ an toàn giao thông. Vừa an toàn cho mình mà vừa an toàn cho người đi đường luôn. Hay quá, vỗ tay cho Hồ Bích Trâm. Có rất là nhiều kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình. Mà Minh Thù tin là kinh nghiệm này sẽ giúp cho bạn chiến thắng. Với những cái câu hỏi nó cũng na ná giống như vậy. Còn Minh Châu, bạn có tự tin về kiến thức về an toàn giao thông của mình không? Dạ, em cũng tự tin vì em cũng đã có bằng lái rồi. Bằng lái gì em? Xe đạp hả? Bằng lái xe máy. À, xe máy. Dạ, nãy giờ em tưởng nhỏ có bằng lái máy bay. Châu, từ trọng, em có nhiều chưa? Dạ, chưa. Châm cũng không có cần có đâu. Cho nên là em cứ bình tĩnh, biết được tất cả hàng triệu các bạn gái phía trước đang theo dõi em nha. Dạ.